Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu 10 TV Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm Làm thêm luôn chủ nhật, làm tất bật ngày lễ Làm không kể ngày Tết mà làm đến Đức chỉ về Mỹ lụm dây chai vẫn còn làm Cái câu nho mà New 10 vừa sổ ra là nó có hàm ý đó quý vị Tại vì câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ liên quan cái anh này Anh này ảnh tên Phú nhưng mà bây giờ ảnh ở ngã ba đường tình Tôi yêu hết mình rồi bây giờ tôi bị tỉnh hừ không? Tỉnh hừ quý vị lái lại giùm nêu 10 nha. Thì cái mối tình này nó éo le lắm quý vị ơi, mối tình anh chồng với em dâu thì thật sự cái chuyện mà anh chồng với em dâu thì nào giờ nó nhiều lắm, thiệt nó nhiều vụ lắm quý vị, không phải đây là một vụ thôi. Nhưng mà có một cái tình tiết nó đặc biệt trong câu chuyện này thì nó đặc biệt như thế nào? Nêu 10 sẽ kể cho quý vị nghe để mà quý vị giờ mình vô luôn, mình đề ban là mình vô luôn. Anh này anh tên là Phú trong nhà là có gia đình của anh này anh phú này nè là có tổng cộng ba anh em trai đó thì anh phú là anh cả ở trong nhà quê của anh phú là ở hà tiên thì ở hà tiên nó cũng có biển hà tiên á quý vị biển hà tiên cũng nổi tiếng rồi nha nhưng mà có điều là nó nó chẳng qua là tại vì biển nó không có được sạch cho lắm á quý vị nên thành thử ra là cũng ít có người nói chung cũng ít có người mà chuộng đi hà tiên á chứ thật ra là ở hà tiên có biển hà tiên là nổi tiếng một thời à nêu mười đi tắm biển hà tiên đâu cũng được mấy lần rồi quý vị nha năm 20 tuổi thì anh Phú ảnh mới bỏ đi lên Sài Gòn. Ảnh đi xin uh, làm việc ở trong uh, làm làm công làm thuê trong cái nhà máy nhựa quý vị, trong cái nhà máy mà sản xuất đồ nhựa đồ đó. Thì ảnh xin vô đó anh làm. Thì uh, bây giờ quý vị, cái đồng thu nhập trong gia đình á là ba ảnh đi làm, mẹ ảnh á thì ở nhà nhưng mà mẹ ảnh nhận uh, mai đồ ra, ráp đồ cho người ta đó, ráp đồ giống như là không có phải là thợ mai mà là chỉ là thợ ráp thôi thì mẹ anh ở nhà là nhận ráp đồ ba ảnh thì đi làm công cho người ta đi làm mà giống như ai kêu mướn cái gì làm đó rồi còn anh phú thì ảnh đi lên trên sài gòn anh đi sinh làm công nhân trong cái nhà máy sản xuất đồ nhựa thì bây giờ hai cái người em trai của anh phú thì cái người em kế là tên phước cái người em út là tên phát thì bây giờ trong nhà là ba đứa con đều chữ phờ hết nói chung là ở dưới quê đặt tên này vậy cho nó dễ nhớ quý vị là anh phú nè xong rồi tới phước nè xong rồi tới phát thì anh phú á, là chào đời đầu tiên xong rồi là gần hai năm sau hai năm sau á, là mới là có anh phước rồi một năm sau á, thì mới có anh phát có nghĩa là anh phát với anh phú này á, là hai người là cách nhau 3 tuổi thì tới năm mà 20 mươi tuổi á, anh phú anh mới đi lên trên sài gòn đi xin làm trong cái nhà làm thuê trong cái nhà máy nhựa đó là tại vì á, thật ra gia, gia cảnh gia đình anh phú này ở dưới hà tiên cô không đến nỗi là khó khăn nói thiệt là nhà cô không đến nỗi là nghèo khó đến nỗi không nuôi con ăn học được mà chẳng qua là tại vì anh phú này ảnh học cái chữ anh học không có vô mà cái chữ nó cũng chê ảnh nữa mà ảnh vô trường ảnh học á thì do là ảnh học theo kiểu nhàm chán nhàm chán thì ảnh vô đó ảnh hay khiều khiều móc móc ghẹo ghẹo chọc chọc bạn bè không thôi rồi xong rồi bắt đầu á là gặp mấy cái thằng mà nó côn đồ đi là coi, coi là coi như là anh phú ảnh quốc lại luôn thì mới mới đi học còn nhỏ mà đi học trong trường mà đánh lộn lạo thì giáo viên cứ mét phụ huynh hoài không cứ nói là anh chị kèm con sao chứ uh, nhỏ thằng phú nó vô lớp nó quậy quá vậy nó cứ khiều khiều chọc chọc người ta nó không học thì thôi nó khiều người ta hoài không thì ba mẹ anh phú cứ nghe kiểu như con mình nó vô trường nó không học hành gì hết trơn á mà tối ngày á là cứ bị gì hạ hạnh kiểm với lại là bị lợi xếp lội giờ toàn là trung bình yếu kém không thì ba mẹ nào cũng nản thôi gì cho nên là mới quyết định là cho anh phú nghỉ luôn bây giờ không học vô được thôi cho nghỉ luôn đặng đỡ tiết kiệm được chi phí nữa thành ra là anh phú ảnh thất học từ rất là sớm thì bây giờ anh phải đi làm công việc tay chân còn lại anh phước là cái người em trai kế của anh phú thì ăn học tử tế đàng hoàng tới nơi tới chốn còn anh phát á là em út á thì năm đó là anh Phú anh lên Sài Gòn á là năm 20 tuổi là ở quê lúc đó ông Phát á đang là 17 tuổi chuẩn bị là cũng tốt nghiệp cấp 3 đó cũng có định hướng là sẽ lên Sài Gòn đi học đại học ở trên đây luôn là coi như là có một mình anh Phú trong nhà có một mình anh Phú là học học tài thi dẫn thôi còn lại là anh Phước và anh Phát là cả hai người em của anh Phú này đều học thành tài hết trơn thì sau đó vậy ban đầu á là anh Phát anh định là anh lên Sài Gòn đi học đại học nhưng mà do đó là ba mẹ của anh phát thấy trong nhà đó là anh phát là tính ra so mặt bằng chung là anh phát là học giỏi nhất mà lại là con út nữa cho nên là hai ông bà giống như có cái ý định là sẽ đầu tư vô cái đứa con này nhiều hơn đầu tư tâm quyết vô cái đứa con này nhiều hơn để cho nó có tương lai rạng rạng danh sau này cho gia đình không cho nên hai ông bà này quyết định là sẽ đi vay tiền để mà cho anh phát là gom gom tiền tới nhà cũng có tiền nhưng mà phải đi vay thêm để mà cho phát đi qua bên mỹ đi du học thì khi mà anh Phú anh ở trên Sài Gòn mà anh nghe anh, ba mẹ anh báo tin á là ở dưới quê phải đi vay tiền, đi vay tiền nha để mà đủ tiền để mà lo cho em Út đi học đại học ở bên Mỹ, đi học du học bên Mỹ thì lúc này anh phú anh cũng có chửi cha mắng mẹ cái đó đúng đúng cái câu mà ông bà nói lâu luôn á cái câu mà chửi cha mắng mẹ đó thì phú á là ảnh có cái tính côn đồ xưa giờ rồi hồi lúc đi học là ảnh vô một trường là ảnh đã kiểu nghịch ngợm hay xéo sắc xéo sắc rồi hay quậy quậy rồi ghẹo ghẹo rồi mà hễ mà người ta mà cua găng với ảnh là ảnh cua găng lại ảnh chơi tới đâu luôn á ông chơi là xỏ lá luôn thành ra là cái tánh anh phú là cái tánh nó côn đồ nên thành thử ra là khi mà điện để ba mẹ điện lên nói chuyện hỏi thăm thì ba mẹ nói chuyện bình thường thôi nhưng mà sau đó thì á, mẹ của anh phú mới kể nói là à, mẹ đi vay tiền rồi kia đó ba mẹ đi vay tiền mấy bữa nay gom gom để mà cho thằng phát nó đi bên mỹ nên đi học thì anh phú anh mới chửi cha mắng mẹ anh anh không anh mới nói là tại sao mà phải vì cái chuyện là cho nó đi học bên mỹ rồi đi vay tiền chi rồi tự nhiên bây giờ nhà không mắc nợ mà thành là nhà mắc nợ phải không thì anh phú anh mới chửi cha mắng mẹ anh đi xong rồi là sau đó cái đó là nêu mùi nói nhẹ thôi nha nhưng mà anh anh phú là anh nói cha ảnh nói với cha mẹ anh, anh nói nặng lời đó thì ba mẹ ảnh giống như là cũng buồn trong lòng lắm mình lo cho em nó chứ mình có phải lo cho người dân nước lã đâu cái thằng này nó kỳ thấy không mình lo cho người dân nước lã đâu mình lo cho thằng em út nó mà đáng lẽ ra nó anh cả anh trưởng nó phải thương em út nó chứ đằng này nó tại sao nó chửi cha mắng mẹ mình không nó chửi cha mắng mẹ mình chẳng khác gì nó chửi ông nội bà nội của nó và ông ngoại bà ngoại của nó luôn thằng này quá là bất hiếu tử không thì bây giờ là hai ông bà sau khi mà nói chuyện điện thoại xong bị con chửi cha mắng mẹ xong là tắt điện thoại luôn đúng không chứ bây giờ nghe gì không nghe nó nghe nó chửi anh động cổ mình nên là tắt điện thoại luôn và rồi là coi như là anh phú á ảnh không chịu về quê trong cái lúc mà giận nhau vậy á giận nhau cãi nhau vậy thì anh phú anh không về quê thăm gia đình luôn là coi như tết cái năm đó là anh phú anh không về quê về hà tiên ăn tết luôn thì ba mẹ thì cũng buồn chứ quý vị tết mà là phải có bữa cơm đoàn viên mà thằng con mình nó không về nó nói là ở trên đây à, xưởng làm việc nhiều đồ này kia mà tết rồi mà việc gì nhiều mà gia đình biết là nó xạo để nó tránh mặt nó không về nhưng mà bây giờ thôi nó không về thôi chứ mình ép nó nó về đây nó chửi cha mắng mẹ mình nữa thấy không thì hai ông bà này cứ sợ hoài à đụng chạm ông nội bà nội của nó ông ngoại ngoại nó mà nó không sợ mà mình sợ giùm cho nó không thì trong cái dịp tết năm đó, đó ở trên sài gòn á do là anh phú anh không có về quen tết thì tết ở trên sài gòn buồn lắm quý vị ơi trên đây nó vắng tanh như chùa bà đanh buồn lắm thì ảnh mới bắt kiểu được kiểu như là cứ lái xe đi vòng vòng dạo dạo trong sài gòn à, ra tới mấy vùng ngoại ô sài gòn tại vì á là ở trên sài gòn này á lúc đó người ta dễ trên đường nó vắng thênh thang mà mình chạy hóng gió đồ trời ơi, gió thổi thiên nhiên cái này mới gọi đúng nghĩa là oxy nè thiên nhiên là còn bình thường là toàn là khí bụi không à đó cho nên là anh phú anh khoái lắm ngày nào cũng lấy xe máy chạy lòng vòng lòng vòng đó, ông ra ngoại ô cũng có vô trung tâm cũng có thì cái ngày hôm đó anh phú anh mới kiểu như buồn trong lòng đó, không tết rồi hôm nay là nếu mà nói đúng ra là hôm nay là bữa dâu thừa nè mà mấy bữa hôm trước là đưa ông táo rồi mà bây giờ là ở sài gòn luôn người ta thì đổ xô nhau về quê mình thì giận gia đình không có về mà bây giờ gia đình cũng không ai gọi lên đây để mà năn nỉ mình về nhưng mà anh phú anh nghĩ vậy mà anh không nghĩ ngược lại anh chửi cha mắng mẹ thì ông nội ơi ba mẹ anh sao dám điện thoại con ơi về đang tết với cha mẹ sao dám nói câu đó vậy ông nội ơi ngay, ngay ngày, giao thừa đi cúng, cúng uh, thắp thắp nhang gước ông bà về đang tết cùng con cháu ông bà mà nói chuyện được cái ông bà nói nè ngày thường nó chửi cha mắng mẹ tao lắm tao nó chửi chửi tụi tao vô lắm tụi tao không dám về ăn tết đâu phải không không lẽ nào vậy vậy nên là ba mẹ anh phú không dám không dám kêu thằng con mình về ăn tết lỡ ngay ngay giao thừa nó chửi cha mắng mẹ không lẽ nào mới thỉnh mới thỉnh kêu ba má mình về ba má ơi về đây ăn tết với tụi con mà đêm đó hà thằng thằng cháu nội cháu ngoại nó chửi mình không cho nên là không ai dám gọi cho anh phú lặng như vậy nhưng mà bây giờ nó giọng thứ nó ngộ vậy giờ không gọi á thì giờ ông này ở trên đây ông giận lải giận hờn ông ấy ông mới kiểu như là gọi tui, tui không gọi tôi tôi không gọi tôi cũng không gọi ngược lại luôn mà tôi cũng không về luôn tôi im vậy luôn thì anh phú anh nói trên đây quý gì thì cái bữa hôm đó là giao thừa từ ngày đưa ông táo tới giờ ngày nào cũng chạnh lòng chờ cuộc gọi của gia đình không ai gọi hôm nay giao thừa rồi tức quá thì tối nay anh phú giống như là buồn trong lòng không mà cộng với là giống như cũng tức gia đình muốn muốn đi xỏ không mà đêm nay giao thừa nữa thì người ta tụ tập ở ngoài trung tâm để mà người ta đốt pháo bông à, người ta coi tụ tập ở trên cầu để người ta có pháo bông phải không thì anh phú anh mới nói thôi thôi hôm nay không chạy xe ra trung tâm nổi rồi ra ngoài đó lỡ mà có diện hồi nó kẹt xe cứng ngắc ở ngoài đó đâu có về được không thì anh phú anh mới đi, uh, chạy xe đi ra ngoài dùng ngoại ô thì anh mới chạy xe ra ngoài cái hướng bình chánh ở không chỉ có bình chánh là lúc này là là nó quyện bình chánh là chỉ có khúc này là cái đoạn là bình chánh trung sơn khúc này là bảo đảm không có kẹt được khúc, cái đoạn này lúc nào cũng vậy không có bao giờ kẹt được thì anh mới chạy dạo dạo dạo, dạo xuống dưới cái hướng mà bình chánh sâu xuống dưới kia gần quốc lộ 50 xong cái ổng ảnh vòng lại ảnh đi về thì cái tiếng mà lúc ảnh vòng là ảnh đi về á là lúc đó là cũng được cỡ là một giờ mấy sáng rồi thì ảnh mới chạy vòng ngược về thì ảnh đi về ảnh mới lũi vô trong ngay chỗ uh, trung sơn đó à qu, huyện uh, trung sơn bình chánh đó thì anh mới quẹo xuống dưới đó thì đang chạy chạy vậy tự nhiên ảnh thấy sao uh, có ghi cái chữ là còn phòng đúng không? còn phòng xin hãy nhấn chuông ảnh mới thấy vậy anh ảnh mới thấy ảnh mới nghĩ bụng là tự nhiên ngay chỗ đó mình thấy ghi khách sạn mà nó ghi chữ còn phòng xin hãy nhấn chuông tự nhiên trong lòng của mình mình kiểu như mình thấy mình nhói nhói trong lòng phải chi mà bây giờ mình có em nào hai người vô ông đó hú hí giờ là coi như đốt pháo bông bằng chéo thay vì mình đi coi người ta bắn pháo bông thì bây giờ hai đứa mình cùng bắn pháo bông phải không thì anh phú thì anh chạnh lòng cái gì mà bây giờ nếu mà chạnh lòng như vậy rồi thì không về nhà được bây giờ đêm nay tôi phải đi lang thang không anh phú anh mới bắt đầu cầm chiếc xe rim lùng bắt đầu chạy vòng vòng không chạy đi lùng bây giờ chạy chiếc xe rim lùng là chạy vòng vòng đi đi lùng đi lùng săn gái không anh mới chạy anh lũi vô trong cái chỗ đó là cơ sở massage đó quý vị chưa thì anh mới lũ vô cơ sở massage này thì cái lúc này nè anh phú ảnh mới vô đây à ảnh mới bút một em thì lúc này một em này vô tiếp ảnh em này tên là phượng em phượng này có mã số báo danh đó là mười bưởi mười bưởi là mười bảy đâu quý vị mười bưởi nha à em có số báo danh là mười bưởi anh kêu em bưởi em mới vui chứ anh kêu em mười bảy là em không khoái rồi nha thì bây giờ là em phượng mã số của em là mười bưởi đó thì bây giờ là vô vô trong phòng thì tiếp anh phú không anh anh đau nhất chỗ nào em mát xa cho anh anh đau nhất ấn quyệt chỗ nào em ấn cho anh mát gần mát xa không qua mát mắt không bây giờ quan trọng nhất là bây giờ mát mát gần mát xa về không quan tâm bây giờ quan trọng là mát mắt trước cái đã cho nên là anh phú mới nói bây giờ anh cần mát mắt anh không cần mát xa không thì bây giờ là sau khi mà nói xong á là em phượng này em chơi liền tới bến luôn tới bến ninh kiều anh muốn sao em chiều lòng anh thì khi mà em phượng đang định là coi như là tháo khu mực của em phượng ra đó định tháo khu mực ra thì anh phú anh mới nói thôi em ơi khoan khoan anh á là có cái sở thích đặc biệt anh thích là nói chuyện trước mình ngủ gỉ gù gì nói chuyện trước với nhau gọi là có gọi là giây phút nói chuyện dạo đầu đó anh anh cần là phải có cái khúc đó rồi xong rồi sau đó khi nào mà tình nồng thấm xuyên qua bao mấy tranh á Thì lúc đó anh mới cho em là này kia với anh Cho nên là bây giờ cái sở thích anh nó còn vậy thôi em Giờ em quà nhập với anh đi thấy không Thì Phượng thì Phượng chịu thôi Nói chung là bây giờ gu gì là Phượng chịu gu đó Tại vì vô đây làm cái nghề gánh trong ngày rồi Thì bây giờ là gu gì cũng tiếp luôn thì lúc đó Phượng mới không tháo khô mực mực cài là khô mực lại quý vị và Phượng mới ngồi tâm sự bây giờ anh muốn tâm sự gì em tâm sự với anh thì anh Phú anh mới hôm nay giao thừa anh buồn lắm Bây giờ em thấy đi gần 2 giờ sáng Anh lũi vô trong đây là em biết rồi Giờ này là giờ người ta ở nhà Người ta một là đêm giao thừa đó Là sau khi mà người ta coi bắn pháo bông xong Một á, là vợ chồng chui vô phòng bắn pháo bông Tập hai cái đó là cái đó là mình tự bắn Còn không á là nếu mà ông già bà cả đó Là sẽ vợ chồng đèo nhau lên con xe đi ra ngoài chùa đi thắp nhang ngay ngày gì bước sang mùng 1 đầu đầu năm ông vừa qua 12 giờ gõ cái ben cái là mình đi vô chùa mình đi cúng chùa liền còn anh em thấy không bây giờ 2 giờ sáng anh cũng đi cúng mà anh đi vô đây anh cúng em em thấy chưa anh anh cho em tiền nè anh bo cho em tiền nè này, này kia có đó cũng gọi là anh làm phước đầu năm đó em thì bây giờ anh anh mới ngồi anh tâm sự giờ anh buồn trong lòng đó em thấy đi bây giờ giao thừa lẽ ra người ta phải vậy đoàn viên gia đình mà bây giờ giao thừa anh vô đây anh đoàn viên với em thấy không quý vị thấy không đứa con có hiếu một đứa con rất có hiếu cha mẹ dưới hà tiên trong ngóng trong ngồi không về ăn tết lên trên đây à anh đi gánh trong ngày anh đi đoàn viên với em đó thì mới vô đây à rồi tâm sự tâm tình đồ này kia đó em biết không bây giờ gia đình anh đối xử với anh vậy đó anh buồn lắm đêm nay anh rất buồn anh có nhậu chút đỉnh mà anh nhậu một mình anh buồn lắm em ơi thì lúc này em phượng mới kiểu như là nắm tay không mình mới nắm cái bàn tay của anh 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 phú nè phượng mới nắm tay anh phú Ờ, à, anh đừng có buồn anh vô đây rồi là bây giờ dù anh có buồn như con chuồn chuồn thì vô đây rồi anh cũng sẽ gặp thuần luồn là em thấy không và đêm đó sau khi mà tâm sự với nhau vậy thì anh Phú anh mới nói vậy giờ anh hỏi thiệt em sao không về quê ăn Tết đi mà giao thừa mà vẫn còn làm bộ em yêu nghề lắm hay em đam mê lắm hay em Thì Phượng mới nói thiệt tình anh ơi thiệt sự nhà em hoàn cảnh khó khăn à, ba em làm nợ má em bị ung thư nên là bắt buộc giờ Tết cũng vẫn phải đi làm gì để kiếm tiền về để mà trả nợ cho gia đình rồi lo má ở dưới quê Ờ, nói chung mấy em nào mà đi làm cái nghề mà nghề đa dụng này á là coi như là em nào làm nghề đa dụng đụng da này là em nào cũng có cái hoàn cảnh hết trơn quý vị ơi thì đêm đó sau khi mà phượng và anh phú hai người á phú phượng phượng phú hai người là đêm đó bắn pháo bông xong không ngoài kia pháo bông hạ màn thì trong đây tụi tôi bắn không bắn lần 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 là vừa thì coi như là phú với phượng hai người bắn pháo bông với nhau xong rồi bây giờ là để phượng thuần luồn xử lý anh phú chuồn chuồn thấy không hai bên là bên thuần luồn nhưng bên chuồn chuồn nãy chị phượng chỉ nói rồi nãy chị phượng chỉ nói là giờ dù là anh phú có buồn như con chuồn chuồn nhưng mà anh vô đây rồi anh sẽ gặp được phượng thuần luồn thấy không thành ra là bây giờ là coi như là bên là chuồn chuồn bên thuần luồn gặp nhau là đêm đó coi như là quan hỷ lắm quý vị ơi thì qua những ngày sau á là anh phú ảnh gọi là ngày nào anh cũng vậy đối với ảnh là đến đây nè gặp được phượng không là ngày nào anh cũng cảm thấy rất là vui hạnh phúc nên là ảnh cứ cách ngày bữa nào mà có tiền á nha là coi như mỗi ngày mỗi đến còn ví dụ như lúc nào mà tình tình hình mà giống như kinh tế khó khăn á chật vật á ví dụ như một tuần ghé qua hai lần ba lần á như vậy đó thưa thưa ngày ra nhưng mà nhìn chung á là cũng ghiền em phượng lắm thì sau đó là coi như là nửa năm trời anh phú cứ đi qua đi lại đi qua lại ở chỗ của em phượng nè thì bây giờ là thuộc thành thành mối luôn rồi mối luôn rồi thì anh phú mới hỏi phượng á phượng anh hỏi thiệt em nhiêu tuổi hồi nào giờ anh này kia anh là khách quen của em nhưng mà anh chưa biết tuổi của em thì phượng mới nói thiệt tình dạ em năm nay em 17 thôi anh thì anh phú anh mới giật mình anh nói trời ơi em mới 17 tuổi rồi em ơi 17 bẻ gãy sừng trâu mà sao em vô đây em em làm trong cái động thiên thai làm trong cái động bàn tơ đó thấy không à, thì lúc này là em phượng mới nói thì em đã nói với anh rồi hoàn cảnh thôi chứ bây giờ thiệt sự em á là nói thiệt em là nếu cho em chọn em không đi theo cái nghề này cái nghề này làm sao có hạnh phúc được anh thì phú mới nói với phượng á anh nói thiệt anh thương phượng rồi bữa nào giờ á, phượng thấy có ai á, mà đi hoài một chỗ mà mỗi lần tới là gặp đúng có một em thôi mà nửa năm trời qua là em biết anh thương em rồi cho nên là anh phú anh mới sẵn tiện anh nói thiệt với phượng anh nói thật sự là anh thương phượng lắm cho nên là anh á, trong thời gian qua anh cũng có dành dụm được chút đỉnh tiền nếu mà bây giờ á, chuột thân em hoặc là ví dụ như á, không cần chuột thân mà em tự xin nghỉ việc mà ở đây người ta cho người ta chịu á nha không có ràng buộc gì hết trơn nha về mặt pháp lý giấy tờ hay là về về giống như là sao đen sao ơ nha thì nếu được em nghĩ làm đi anh nuôi em đó thì anh phú anh mới nói với phượng vậy thì phượng thuần luồn mới trả lời với anh phú chuồn chuồn mới nói vậy nè à, em thì thật ra tiền bạc đối với em nó là phù phím nhưng nếu không có tiền á là em sẽ bị phù mỏ anh ơi tại vì bây giờ nếu mà em không có tiền em chuột thân em ra là ở đây nó xử em phải không tại hồi xưa là em bán thân là vô đây là em em bán thân là để mà em gán nợ không cho nên người ta đã đưa cho em tạm ứng số tiền để em trả nợ cho ba em ở dưới quê một một phần rồi một phần rồi mà bây giờ em vô đem làm lần 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 thì mỗi lần làm vậy là ăn chia phần trăm với chỗ này không chỗ này người ta cắt 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 của em lại nhưng mà tới bây giờ thì em vẫn chưa xóa nợ được chưa tới dòng xóa đói giảm nghèo mà bây giờ anh kêu ông nghĩ vậy thì một là em phải trả xong cái món nợ tiền mà hồi đó người ta ứng cho em không em phải trả cho người ta cấn trừ vô rồi trả cho người ta còn nếu bây giờ mà lạng quạng lạng quạng mà em tự ao á là coi như là em á tiền bạc với em nó không nó gọi là phù phiếm nhưng mà nếu mà em nghĩ theo cái kiểu mà dạng như cà hãy cà hãy vậy là thế nào cũng bị phù mỏ đó là phượng mới nói thiệt tình với là anh phú vậy quý vị phượng thường luôn nói thiệt nha thì anh phú mới nói vậy bây giờ em hỏi chỗ đó đi nếu mà ý định của em nghĩ thì cần bao nhiêu tiền chuột thân anh chuột cho em thì phượng lúc này mới nói nhưng mà bây giờ á chuột thân là cho như anh lo được đi nhưng mà chuột thân em rồi á thì em sẽ làm gì sau đó để kiếm tiền trả nợ lại cho anh thịnh phú mới nói anh đã nói vậy rồi mà còn trả nợ gì nữa anh đã chuột thân em ra có nghĩa là anh coi em như là vợ của anh rồi đồng nghĩa là khi mà chuộc thân em ra rồi là anh sẽ xin gia đình của anh ba mẹ anh ở dưới hà tiên là xin cưới em luôn anh dẫn em về ra mắt ba má của anh à, xong rồi sau đó thì em chỉ có bổn phận làm vợ của anh thôi anh anh không có để cho em làm vợ của thiên hạ hay không bây giờ là đang làm nghề vợ của thiên hạ nhưng mà bây giờ không em về làm vợ của anh thôi thì Phượng Thuần Lùa nghe xong mới cảm động cái gì khóc nước mắt rưng rưng Trời nếu được vậy là coi như là phước chủ mai thầy Bây giờ đưa đẩy để cho anh Phú gặp được Phượng không Phú chuồn chuồn gặp được Phượng Thuần Lùa Chính vì bây giờ cái gánh nặng trên người của anh Phú Gánh nặng ở cái chỗ là bây giờ phải đủ tiền để trả cái phần tiền nợ Ở bên chỗ cơ sở massage đó người ta mua mua thân của em Phượng nè Cái thứ hai á là bây giờ là sau khi mà dứt điểm cái chuyện thanh toán nợ cho bên chỗ xa xong chuột thân em phượng ra thì bây giờ phải có tiền để xin gia đình cho cưới em phượng chứ cho nên là bây giờ anh phú anh mới lo cài ảnh lo cài lo ngày lo đêm cho nên là hồi lúc đầu video nơi mồi có có đọc một cái bài thơ giống vậy đó làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm mà làm thêm ngày chủ nhật làm tất bật luôn ngày lễ mà làm không kể ngày tết mà đến khi mà đức chỉ về mỹ lụm dây chai vẫn còn làm luôn làm để mà có thể là có tương lai với lại em phượng không bây giờ là anh phú chuồn chuồn quá yêu em phượng thuần luồn rồi thì sau khi á cái gì mà làm ngày làm đêm vậy quý vị thấy, thấy thấy khổ không thương hồi nào giờ cha mẹ già dạ, cha mẹ nuôi công sinh thành công dưỡng dục cha mẹ nuôi mà chửi sao nói uh, mắng cha mắng mẹ xa xả, xả xả chửi như con đẻ không gọi là đúng nghĩa cái câu là chửi cha mắng mẹ luôn đó đó tối ngày chửi hoài nhưng mà bây giờ sao gặp được Phượng Thuần Luồn. Đám nói quý vị gọi là Phượng Thuần Luồn. Mà bây giờ anh Phú, anh chỉ là Phú trùng trùng thôi. Làm sao mà anh đấu lại Phượng Thuần Luồn. Nên là bây giờ anh gặp Phượng Thuần Luồn, cái anh kèo dưới liền quý vị không. Bây giờ có Hiếu với lại Phượng Thuần Luồn, dễ, dễ sợ luôn. Bà má ở dưới Hà Tiên mà bà biết cái khúc này sao bà là không lên tăng sông máu cái gì. Thì thấm thoát là cái mối tình này nè, nó cứ kéo dài, kéo dài âm ỉ nhưng mà không có công khai ra nha Anh Phú anh không có công khai ra là cho gia đình của anh biết hay là anh cũng chưa có ờ, Em Phượng này nè cũng không có công khai ở trong cái chỗ cơ sở massage luôn Tức là giấu luôn hai người cứ âm thầm Bên ngoài á, thì nhìn vô ai cũng cứ nghĩ á, là anh Phú là khách mối quen của Phượng không à Chứ đâu có biết được là hai người này sau lưng là âm thầm đã là cái gì, đã là của nhau thấm thoát á, là coi như anh Phú á, ảnh yêu em Phượng này, hai hai người á là ngủ gỉ gù gì yêu nhau lén lút sau lưng vậy đó, giấu tất cả mọi người là cái mối quan hệ của Phú với Phượng á là từ ngày trở thành người yêu là Phượng dọn trả phòng trọ của Phượng, Phượng Phượng, Phượng chuyển qua ở chung phòng trọ với anh Phú ở trên Sài Gòn luôn thì à, coi như đó là Phú với Phượng hai người chung sống nhau như vợ chồng ở trên Sài Gòn này. Trong khoảng thời gian đó thì Phượng cũng có lỡ mang bầu với lại anh Phú Rồi cũng có đi xử lý cái thai một, một lần nha quý vị một lần Thì à, kể từ sau cái lần đó xong á thì cả hai á là coi như là phòng hộ kỹ lưỡng hơn Đến năm mà 24 tuổi anh Phú nha 24 tuổi Ảnh mới quyết định là bây giờ cũng có chút vốn trong người là bây giờ chuột tiền chuột thân em phượng ra rồi chuột ra chuột, bây giờ là chuột ra rồi quý vị năm đó là chuột ra năm mà anh phú 24 tuổi là chuột em phượng ra thì sau khi mà em phượng ra khỏi cái động bàn tơ thì anh phú á ảnh giống như cái lời hứa hồi năm hồi năm xưa là ảnh à, chuột thân ra rồi á là ảnh sẽ đưa em, em phượng á đi về dưới hà tiên gặp gia đình ba mẹ ảnh đến xin hỏi cưới em phượng thì tới chừng á mà anh phú dẫn em phượng về hà tiên về, để về về nhà để xin gia đình là bàn cái chuyện hôn nhân thì do á, là từ ngày mà anh phú ảnh giận gia đình cái vụ mà cho ông út làng phát đi qua bên mỹ đi học đó mà để cho gia đình bây giờ phải mắc nợ với quê đó là coi như cạch mặt gia đình là bẩn luôn là bao nhiêu năm á không có về quê ăn tết không có về quê thăm nhà coi như là mất tích nhân sự luôn có nghĩa là không có qua lại chỉ lâu lâu thỉnh thoảng á là má của anh phú lo lo cho anh phú á thì nhắn tin nhắn tin thì anh phú trả lời lại tin nhắn thôi còn mà gọi điện á thì ảnh có khi nghe khi không mà đa phần là ảnh chỉ nghe điện thoại má ảnh thôi chứ anh không nghe ba ảnh có nghĩa là trong nhà anh phú với lại ba ảnh hai người cái tính á nó nghịch 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 với nhau thì uh, bây giờ anh phú anh mới dẫn em phượng về dưới nhà để mà ra mắt uh, gia đình và cũng như là xin bàn chuyện hôn nhân thì bây giờ về quý vị do là ba của anh phú á là ứa cái thằng con này rồi hồi xưa nó chửi cha mắng mẹ mình đúng không mà bây giờ thấy nó nói chuyện với con nhỏ này á nó nói chuyện nhỏ này nó có vẻ nó sợ con nhỏ này lắm thì ba của anh phú là thấy kiểu như là thứ nhất là như vậy cái thứ hai là ứa ở cái chỗ là con cái mà chửi cha mắng mẹ xong rồi cạch mặt bỏ đi luôn không quan tâm sức khỏe ba mẹ như thế nào thì ba của anh phú là tức cái thằng con này cho nên sẵn tiện là nó bỏ đi bao nhiêu năm bây giờ tự nhiên nó dẫn cái con nhỏ này về nó đòi cưới thì bây giờ trong đầu của ba của anh phú nghĩ là bây giờ là mình đang là kèo trên đúng không mình đang là ba nó mình đang kèo trên bây giờ nó muốn cưới gã gì nó phải thông qua ba mẹ thì ba của anh phú mới cố tình làm khó làm dễ anh phú đi mới nói là phản đối không chịu còn má của anh phú thì sao cũng được tại vì quan trọng là cái con bé này nó đủ tuổi là được mà nó biết kiếm tiền là được thì nghe anh phú nói là nó cũng có cái nghề ở bên đó ở trên sài gòn đi làm nghề đa dụng thì nói cái làm cái nghề đa dụng là bà má bà tưởng đâu đi làm cái nghề đa dụng thiệt quý vị là tưởng đâu đi bán hàng đa, đa năng đa dụng gì không à thì bà mới nói gì thôi nếu mà có công ăn việc làm hai đứa có công ăn việc làm ổn định trên sài gòn thì muốn cưới thì cưới miễn sao mà tiền hai đứa có thì phụ ba mẹ chút đỉnh để lo đám cưới thì anh phú anh mới nói anh cũng có anh cũng có chút đỉnh có gì anh sẽ phụ lo đám cưới mà có tổ chức thì cũng tổ chức dưới quê thôi một đám duy nhất thôi để cho tiết kiệm chi phí nhưng mà ba anh phú khăng khăng là phản đối tại 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 vì nói là nhìn con nhỏ này nhìn cái hình của nó tao không khóa cho lắm thấy nó có hình xăm mẹ ơi con gái mà xăm mình là ba không có khoái là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là con nhỏ này nó còn nhỏ quá thật sự vợ chồng mà cưới nhau mà mày á, là con trai mà năm nay mới có 24 tuổi còn con nhỏ này năm nay mới 19 nè à. chưa được giáp hai chục tuổi nữa mà bây giờ đi lấy chợ đi, đi lấy chồng rồi, giờ làm vợ chờ thành vợ thành chồng là thế nào nó cũng tan đàn sẽ ngé thì ba của anh phú mới nhất quyết á là thôi chờ đi vài năm nữa đi đợi cho con phượng á nó qua cái tuổi 20 đi cho cho nó cứng cứng con gái một chút phải không con gái nó cứng cứng một chút còn con gái bây giờ nó còn non lắm còn non lắm bây giờ bước vô hôn nhân là thế nào nó cũng lận đận lao đao rồi chia chồng chia vợ rồi con cái rồi nó không cha không mẹ cho nên là ba của anh phú mới nói thì cái này ổng nói cũng đúng chứ đúng không quý vị à, ba anh phú mới khuyên là thôi không phải là không cho hai đứa con cưới nhưng mà bây giờ á, hai đứa bay á gán chờ nắng nắng thêm ít năm trong thời gian này thì thằng phú lên sài gòn lo đi làm kiếm thêm tiền đi để mà mai mốt á vợ chồng cưới nhau rồi mà lỡ mà giống như có con một cái đụng phát mà lỡ dở kế hoạch mà có con thì có tiền để mà lo cái vấn đề đẻ chữa rồi lo tả bỉm sửa cho con của mình thì cái này là người làm cha thì lo xa thì nói cái này là mình thấy đúng mà đúng không cái gì nhưng mà anh phú ảnh mới cãi lộn như ba ảnh cái ngày hôm đó ảnh mới nói có phải là ba đang nằm khó tôi không À, ba đang cố tình làm khó làm dễ tôi không bây giờ tôi tìm được người tôi yêu tôi muốn cưới mà bây giờ ba làm khó làm dễ ba bắt tôi phải chờ thêm vài năm lần sau thì hai bên là cãi qua cả lợi trong cái ngày hôm đó coi mắt quý gì thì do là lúc đó hai cha con cua găng nhau mà anh phú này ảnh hơi cái kiểu bất nghĩnh bất ngãn đúng không thì sau đó là ảnh nắm tay em phượng hai người bỏ đi lên sài gòn thì lúc đó phượng thấy cũng kỳ lắm mới lần đầu mình mình gặp bên gia đình ba mẹ ảnh mà để ấn tượng không tốt nếu mà mình bỏ mình đi theo ảnh lên sài gòn vậy thì kỳ quá nên phượng có nói một câu dạ bây giờ ảnh nóng quá để con lên sài gòn với ảnh con khuyên ảnh lần lần thấy không thì sau đó là phượng mới đi theo anh phú lên sài gòn trở lại thì sau khi mà về dưới quê xong lên sài gòn được vài ngày sau thì anh phú này nè ảnh mới đi vô trong chỗ mà công xưởng ảnh chỗ mà cái xưởng mà đồ nhựa đó ảnh vô đó anh làm anh mới xin á là cho được tăng lương đó xin cho tăng lương nhưng mà chỗ tăng lương nó không chịu tăng tại vì á nếu mà đánh giá mà dựa trên mà cái năng suất làm việc cộng với là cái thái độ làm việc của anh phú thời gian qua đó thì người ta sẽ đánh giá theo quý cứ mỗi một quý á là ba tháng người ta sẽ đánh giá một lần người ta sẽ tăng hay là giảm lương xuống hay là như thế nào thì á người ta đánh giá là 3 tháng vừa qua anh phú anh làm nó cái hiệu suất nó không có cao mà bây giờ tại sao lại còn đề xuất là đòi tăng lương thì anh phú anh mới kỳ kèo qua lại quý rồi đôi bên á nói qua nói lại thì lúc này á ở ở trong chỗ mà cái đó đó cái người sếp á mới nói với anh phú á là bây giờ nếu như cậu muốn tăng lương á thì tôi đưa cho cậu cái tờ phơm đánh giá nè cậu đưa cái tờ phơm đánh giá này cho tổ trưởng của cái tổ mà cậu làm phải không đưa cho cái người tổ trưởng tổ cậu làm cho người cái cái người tổ trưởng đó người ta đánh giá vô trong cái tờ này cho tôi rồi tôi sẽ dựa trên cái tờ đánh giá này tôi sẽ tính tới cái chuyện là có tăng hay không Tại vì theo đúng quy tắc đó là 3 tháng mới tính tới cái đường là tăng Nhưng mà bây giờ do là cậu nói với tôi cậu kỳ kèo cậu đòi tăng liền Thì thôi nếu vậy tôi phải cần cái sự đánh giá trực tiếp Chứ không phải là khách cách đánh giá một cách khách quan trực tiếp Là thông qua cái người tổ trưởng là cái người giám sát của cậu phải không Thì sau đó là anh Phú anh mới đưa cái tờ đó cho cái người tổ trưởng ngay chỗ cái khâu anh làm thì cái anh ông tổ trưởng này quý vị, ổng cũng sồn sồn lớn lớn tuổi rồi, trung trung tuổi rồi. À, người ta phải làm từ nhân viên hoàng, từ là công nhân người ta bò bò bò, bây giờ mới lên được tới tổ trưởng quý vị cũng lớn tuổi rồi. Thì à, anh Phú anh mới đưa, và anh mới nói chú đánh giá cho tôi tốt tốt đi chú. Có gì tôi cho chú tiền uống cà phê. Đó quý vị thấy không? Là ý là định vậy. Nhưng mà có ngờ đâu cái ông tổ trưởng này, cái tính của ổng lại là công ty phân chia. Ý, ý không phải quý vị ơi, công tư phân minh. Thấy không? thì ông tổ trưởng này cái tính ổng công tư phân minh quá đi nên là ông mới đánh giá vô đó. ông đó ổng đánh giá toàn là giống như là ở cái mức độ là thấp không à thì khi mà cái tờ phơm đánh giá đánh xong rồi á thì ông tổ trưởng này ông mới lấy cái tờ phơm đánh giá đó ông đưa lại cho cái người sếp đưa trực tiếp tệ trả lại cho người sếp thì cái người sếp này mới mời anh phú vô trong phòng à và mời cái người tổ trưởng của anh phú luôn cái ông cái ông mà công tư phân minh này nè đó mời ông này vô luôn ba mặt một lời thì cái người sếp này mới cầm cái tờ phong đánh giá này ra và có cái ông tổ trưởng tại đây luôn ba ba mặt một lời nói nhau luôn là bây giờ nè dựa trên cái nhìn khách quan trực tiếp đánh giá ngay là cái người tổ trưởng của anh nè nhưng mà cái, ông cái chú tổ trưởng vẫn đánh giá là anh không có đạt thì bây giờ là tôi không có duyệt phải không thì lúc này anh phú anh mới gọi là giận rung người không tại vì lúc mà mình nhờ ổng là có gì con cho chú tiền cà phê bồi dưỡng đồ này kia chú đánh giá tốt tốt cho con ông này ổng cũng ậm ừ ậm ừ tưởng đâu là ổng ok cái gì ai ngờ ổng vô đó ông đánh giá trung thực quá thì ngay tại đó quý vị bây giờ ổng ngồi đó là có nghĩa là mọi thứ nó minh bạch rõ ràng không thì cái người sếp này mới nói là bây giờ tôi chốt lại tôi không có nâng lương cho anh được tại vì bây giờ cái nhìn khách quan trực tiếp mà người ta cũng nói anh vậy có nghĩa là anh đâu có hiệu hiệu quả gì đâu mà anh đòi tăng lương thì lúc đó ở trong phòng á coi như là sau khi mà nói vậy xong thì anh anh phú với lại cái ông tổ trưởng này mới bước ra khỏi trong phòng phòng của cái người sếp thì vừa bước ra ngoài đó là anh phú anh mới chỉ thẳng vô mặt của cái ông tổ trưởng của anh á ông ảnh chửi đi anh nói là đồ cái ông già à, gian dối không ông già gian gian dối dối mập mờ ông tôi nói với ông ông ậm ừ ậm ừ ông không chấp nhận thì ông nói thẳng tôi ông không chấp nhận ông ậm ừ tôi tưởng đâu là ok bây giờ ông làm tôi bẻ mặt ở trong đó đồ này kia rồi cuối cùng ông còn đánh giá tôi thấp nữa làm đó nếu mà ông đánh giá tôi thấp vậy rồi thì có nghĩa là chưa chắc là quý sao tôi được tăng lương cái này là ông đang hại tôi không tại sao mà ông hại tôi thì bắt đầu là ông này ông mới nói tôi rồi tính tôi công ty phân chia lắm anh mà anh nói nói với, với tôi nữa là tôi công ty phân chia với anh nè à. lúc này là cái ông tổ trưởng ông nói mà ông vừa đứng ông vừa nói mà ông vừa lấy tay ngón tay ông chỉ chỉ vô mặt của cậu phú nè ông mới nói là tôi dạy cho cậu nghe thối đời này á là cái gì cũng vậy phải rõ ràng minh bạch chứ đừng có cái kiểu mà cái gì đút lót như cậu thì giống như anh phú này mới tức quá anh mới chụp cái cái tay của cái ông tổ trưởng này đi và bắt đầu là ông ảnh chơi là ảnh chơi là ảnh quánh cái ông tổ trưởng luôn thì sau khi mà ảnh quánh xong thì anh mới thấy là ông tổ trưởng này ổng nằm là gọi như là ổng nằm gục cần luôn gọi là đo dáng ở dưới đất luôn quý vị mà lúc đó là thấy ông tổ trưởng này ổng tè le luôn thấy ổng giống như là bất tỉnh nhân sự mà ổng thở hơi lên không à không không thở luôn nằm bất tỉnh nhân sự luôn thì á lúc này anh phú anh đánh giá chắc thấy chưa bởi vậy nên lỡ quá tay không lúc đó nóng quá lỡ quá tay hình như ông này ổng có vẻ nghiêm trọng quá thì anh anh phú lúc đó là nghe người ta gọi kêu bảo vệ lên rồi anh phú bắt đầu là bỏ chạy quý vị bỏ chạy đồ này kia rồi không dám là về nhà luôn không dám trốn về Hà Tiên luôn sợ về Hà Tiên á là cảnh sát người ta về dưới đó người ta bắt ảnh luôn phải không nên là ảnh không dám rồi bắt đầu là ảnh mới đi lẫn trốn thì cái lúc mà ảnh lẫn trốn á ảnh mới lấy điện thoại ảnh gọi về dưới quê ảnh gọi cho em Phượng trước ảnh gọi ảnh nói là Phượng ơi anh bây giờ trong tình thế vậy là anh không có về phòng trọ thôi thì bây giờ em trả phòng trọ đi chứ bây giờ em ở đó tiền phòng tiền đâu mà trả tiền phòng trọ mỗi tháng bây giờ anh là đang đi trốn chui trốn nhủi rồi thôi thì bây giờ em trả phòng trọ đi rồi em cuốn gối em về dưới lại hà tiên ở với chỗ ở chung với lại ba mẹ anh đi tại vì bây giờ ba mẹ anh cũng ở dưới đó có một mình nè à. em về đó em ở chung với ba mẹ anh cũng không có sao về đó ở đi trong thời gian này anh lẫn trốn nè một thời gian anh quay về anh sẽ về với hà tiên anh đón em thì em phượng mới nghe vậy quý vị mới thấy vậy là trả tiền phòng trọ bên đây mới lấy cái tiền thế chân phòng trọ đó mới có tiền dằn túi bắt đầu đi xe về với hạ tiên thì bây giờ quý vị về tới dưới đó thì anh phú anh mới gọi điện trước cho má ảnh rồi anh nói là bây giờ tình hình tôi đi bỏ trốn vậy đó má làm ơn á má cho phượng ở chung rồi có gì á là nuôi ngày cơm ba bữa cho ông phượng chứ hồi hồi trước tôi mắc nợ à, phượng tôi có nói á là tôi sẽ cưới phượng cho nên bây giờ á dù gì là phượng cũng giống như con dâu tương lai thì thôi giờ á má coi má nuôi phượng ngày cơm ba bữa giùm tôi thành ra là khi mà phượng cuốn gói về dưới á là coi như là được uh, sống trong nhà của lại anh uh, anh phú luôn bởi vì trong đầu á là ba mẹ anh phú cũng nghĩ là nhỏ này tương lai nó làm dâu nhà mình nữa không cho nên là giờ cho cái cô phượng này ở chung thì sao gồng gã hai năm trời lang thang bỏ trúng trui chúng nhủi quý vị không dám về hà tiên đợi hai năm rồi khi mà tình hình nó lắng động rồi đó thì anh phú này anh mới nghĩ là bây giờ mọi chuyện nó lắng xuống hết trơn rồi tại vì điện về quê cũng nghe má nói á bà bà má nói á là không cần, nói chung là cái ông cái ông mà tổ trưởng đó ổng cũng chỉ là bị thương thôi chứ ổng không đến nỗi là bị đứt chỉ về mỹ lụm dây chai nên là sau đó thì bên đó người ta cũng thấy là tìm anh phú hoài không được thì người ta cũng rút cái đơn kiện đi bây giờ nó cũng qua lâu lắm rồi hai năm rồi thì anh phú anh mới nghe má anh báo tin vậy thì anh mới thấy vậy là thôi bây giờ anh cũng muốn về bất ngờ để mà thăm em phượng tạo bất ngờ cho em phượng hai năm trời xa em rồi thì ngày hôm đó anh phú anh mới bắt xe đi về hà tiên quý vị trong lòng thì rất là vui mừng hai năm rồi trốn chui trốn nhủi ngày hôm nay mới gặp lại được phượng thuần Luồn thấy không thì khi mà về dưới quý vị thì ảnh vừa bước vô trong sân nhà Ảnh vừa định lợi nhào tới vừa thấy Phượng nha vừa, vừa định nhào tới là ôm Phượng vô lòng Thì tự nhiên thấy thấy Phượng thù luồn né qua bên quý vị Né tránh né tránh né qua bên Thì má của anh Phú ở trong nhà mới đi ra Mới mới thấy thằng con mình á Nó trốn vô trốn nhủi 2 năm bây giờ nó về Bà mới mừng gơi nước mắt Lúc này thì thằng em nó ở trong nó đi ra Nó mừng cũng rơi nước miếng luôn Tại vì nó thấy thằng anh nó không Thằng anh phải đi đi luôn cho rồi Thì thằng em ở trong nhà bước ra là anh Phát thì anh phát ảnh mới bước ra quý vị và lúc này ảnh mới lại ôm eo của em phượng thì anh phú ảnh mới ngỡ ngàng giống như là ảnh đứng hình đi chưa kịp gọi là bị chết lắc chưa kịp chưa kịp lắc nữa thì lúc này á, ba của anh phú mới mở miệng ra nói á, à, cái này á, là phượng bây giờ đã đăng ký kết hôn với lại em trai của con rồi phú ơi từ giờ á, con hãy đối xử với lại phượng á, với tư cách là em dâu của mình con nên gạt bỏ tất cả quá khứ đi bây giờ đừng có dây dưa gì với lại em dâu của con hết nha không anh phú nghe xong là lùng bùng lỗ tai ông bàng hoàng tại sao thà rằng á là em phượng thuần Luồn này á kết hôn với ai cũng được tại sao còn lại phải kết hôn với lại người em út của mình không thằng út của mình thằng phát rồi bây giờ á là trở thành em dâu của mình tại sao không thì bây giờ là anh 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 phú anh mới ứa là cái chỗ đó thí dụ lấy người khác không tức rồi này lấy em mình không thì lúc này anh Phú anh mới chấp vấn em Phượng Thì em Phượng mới khóc lóc kể với anh Phú Lúc mà em ở dưới quê á Em em về nhà em ở nương tựa vào ba mẹ của anh Ở trong nhà ba mẹ anh nè Thì em cũng gặp được Một năm sau em cũng gặp được em trai anh về đây Là anh Phát về đây Rồi coi như là đi ra đi vô Cũng đụng mặt nhau rồi phát thì cũng hay giống như là động viên tinh thần em tại vì phát cũng biết chuyện là anh bỏ trốn rồi em bây giờ thành là giống như là dò dỏ chờ anh nên là phát thường động viên em rồi cộng thêm á là phát có công ăn việc làm ổn định mà trong khi đó anh thì đi biệt tâm biệt tích không biết chừng nào anh về cứ nghe anh nói là anh sẽ về mà không biết là bao nhiêu lâu đó thì em chờ anh hoài đau đấu em đâu có chờ nổi thì thành ra là em mới phải là đến với lại em của anh là anh phát đó thì là em phượng giải thích với lại anh phú vậy thì lúc này á là phượng cũng nói thiệt tình là em có con với lại anh phát luôn rồi anh ơi bây giờ là tụi mình không còn gì nữa thôi thì bây giờ quá khứ đã qua rồi tương lai thì sẽ đến cho nên là anh hãy quên quá khứ của tụi mình đi thì lúc này là con của phượng ở trong nhà cũng lẩm đẩm lẩm đẩm đi gao cái gì thì anh phú bây giờ vô cùng mà gọi là nóng máu trong người đúng không à, nóng máu nhưng mà võ công không có cao chỉ có máu liều thôi ảnh mới nhào vô ảnh quất luôn thằng út ảnh quất luôn cái anh phát luôn em ảnh luôn ảnh quất luôn hai anh em là coi như đánh nhau vì một người con gái sau đó là gia đình can ngăn thì anh phú anh mới xách theo cái hành lý của anh á anh rời quê nhà và anh bỏ đi lên sài gòn trở lại trước khi đi á là anh phú với anh phát hai người mới có nói với nhau một câu từ giờ dở về sau anh em chúng ta không ai nợ ai thì sau khi mà lên sài gòn chiến này á anh phú anh đâu có đi làm lại cái chỗ cũ được đâu hôm bữa là anh vậy rồi có dứt tì rồi sao đi làm thì anh phú anh không biết làm sao nên là mới dấn thân vô cái con đường là đi làm cho một cái công ty đòi nợ thuê ở trên sài gòn thì khi mà đi lên đây làm cái gì làm một thời gian tự nhiên trở thành anh lớn luôn đúng không tại vì bây giờ là được cái là mình có máu côn đồ sẵn trong người giờ vô làm cái nghề này nữa là coi như nó hợp với mình luôn tổ độ tổ đội nợ độ thì coi như là anh phú bắt đầu anh phất lên ảnh giờ giờ ảnh coi làm trong cái tim mà đi đồ nợ ảnh là trở thành là giống như tổ trưởng team đòi nợ thì sau đó gì là bây giờ là thấm thoát là coi như là từ lúc đó bỏ lên sài gòn là một năm rưỡi sau một năm rưỡi sau thì tự nhiên cái ngày hôm đó phượng tự nhiên gọi điện cho anh phú Mới nói là hôm nay em dâu muốn mời anh chồng một ly cà phê. Lâu lắm rồi tụi mình không có gặp nhau. Thì anh Phú ảnh anh đồng ý luôn vậy hai người ra quán cà phê gặp nhau thì à, em Phượng á Phượng thùng luồn nè mới khóc nói à, ngày đó anh bỏ anh đi, xong rồi coi như là sau đó thì giữa em với lại anh phát lục đục nhau hoài. Anh Phát ảnh biết được á là hồi đó em ở trên Sài Gòn em đi làm massage, thấy không em đi làm về dạng là nghề đa dụng đi. Anh Phát anh không chấp nhận được cái chuyện đó. Anh nói em lăn chạ với tùm lum đàn ông, anh chê em. Thì coi như là từ lúc đó tới giờ là coi như là em với lại anh Phát lên Sài Gòn sống nhau mà như là ly thân, vợ chồng lâu lắm rồi không có gần gũi nhau, anh chê em, anh nói là người em hôi hám, anh không muốn đụng vô người, thấy không? Thì sau đó em cũng giận quá. Bây giờ nếu mà ở nhà để anh nuôi á là anh nói nhà nặng, nói nhẹ mắng nhiếc em hoài nên là á, bây giờ á, bữa hôm em nhảnh cả lộn nhau rân trời xong á là bây giờ tụi em giống như là ly thân nhau rồi anh ơi mạnh nay nấy muốn làm gì làm bây giờ á, là vì con thôi anh cho nên á, là bây giờ em quay trở về trở về em làm cái nghề massage nhưng mà em không làm massage bậy bạ mà, mà em làm massage chân massage foot thì lúc này là em em, em phượng nè mới nói với lại anh phú là bây giờ em có cái nghề massage food em đang làm cho một cái cơ sở đó em massage food cho người ta thôi lành mạnh lắm anh ơi bữa nào anh có mỗi chân mỗi cẳng hay là tê bì chân tay anh tới đó đi em massage food cho anh đúng không thì sau cái ngày hôm đó uống cà phê nói với nhau vậy xong là coi như anh phú anh nghĩ trong đầu thấy chưa bởi vậy tao nói rồi tụi bay không hạnh phúc được lâu đâu phải không về ở nhau là thế nào cũng cắn đắng để tao coi chóng mắt lên coi làm sao thì sau ngày hôm đó xong là chưa đầy hai tuần sau bữa hôm đó thì anh phú mới nhận được cuộc gọi của em phượng cầu cứu em phượng mới nói là ở trong cái tiệm mắt food của em á em đang làm cho người ta mà ở đây có người tới gây gọi gây gối ở trong tiệm của em Xàm sở em đồ này kia bây giờ á, anh có gì anh anh giúp giùm em được không thì tại vì là em em phượng biết được là anh phú này là anh phú chuồn chuồn có nuôi đàn em phải không thì một lúc sau vậy là anh phú này anh lập tức anh dẫn theo đàn em ở bên công ty đòi nợ thuê của anh á, đi qua bên đây nè để mà dằn mặt mấy cái thằng này để nó không có quậy em phượng ở đây để cho em phượng đi làm phải không và sau cái lần đó xong á thì bây giờ là anh phú vô tình đã được ở chỗ cơ sở massage đó người ta thuê anh phú giống như là làm bảo kê ở đó luôn đó làm bảo kê ở đó luôn nhưng mà mang danh nghĩa là làm bảo kê cho cơ sở massage nhưng mà nó giống như là xem xem như là bảo kê cho em phượng thuần luồn vậy đó một tháng sau quý vị anh phú ảnh bị nhập viện bởi vì là anh bị viêm ruột thừa thì cái ngày hôm đó anh phú anh vô bệnh viện nằm uh, bị đau ruột thừa đó anh phú mới báo với phượng thì phượng mới chạy vô chăm sóc cho anh phú này chu đáo luôn một tuần lễ trong bệnh viện là em phượng cho phượng thuận luồng này túc trực chăm sóc cho anh phú luôn thì sau khi mà xuất viện xong á thì cả hai vượt quá giới hạn quý vị vượt quá giới hạn nha là cả hai đã có cái màn mây mưa gọi là vô đối luôn và bây giờ giọng thứ gì mà cái thứ mà gọi là nó ăn dụng nó ngon lắm quý vị, ăn dụng nó táo tợn lắm thì hai người này mới ăn dụng nhau một lần xong lại lần thứ hai và lại lần thứ ba và vô số lần sau nữa thì sau đó thì giống như là thấy cứ ăn dụng nhau hoài vậy theo kiểu như là cứ tiếng tối ngày gặp nhau là đi tàu lượn siêu tốc hoài bây giờ chóng mặt quá bây giờ muốn là đi tàu chậm phải không muốn đi tàu chậm muốn đi tàu cánh ngầm phải không thì bây giờ là anh phú với lại em phượng hai người phú mới rủ em phượng thôi bây giờ em với lại ở bên kia với chồng em ly thân nhau rồi thì thôi bây giờ em bỏ thằng em đừng có quan tâm thằng em của anh thằng em bất tài vô dụng của anh nó học đã xong nó về đây bây giờ nó cũng đi làm bình thường thôi chứ nó có phải làm cao siêu gì đâu hồi xưa đó anh nói với má ba anh rồi anh nói là đi mắc đi mượn tiền mượn nợ người ta làm chi nuôi cho nó đi du học rồi bây giờ gia đình mắc nợ y chang như gần bây giờ mắc nợ gì nó mà bây giờ nó về đây nó làm á lương nó cũng ba cọc ba đồng chứ có phải là ngon làm gì đâu thì thôi bây giờ em bỏ cái thằng em bất tài vô dụng của anh đi em qua bên đây em ở chung với anh vợ anh với em giống như là chồng hờ ở tạm em dâu anh chồng ở nhau đúng không thì em phượng mới trả lời đâu có được anh bây giờ nếu mà em đi xua qua bên anh em ở luôn như vợ chồng rồi con em sao thì anh Phú mới nói thì em dẫn theo con của em luôn Tức là cháu của anh á, dẫn qua đi Nó là cháu anh đường nào anh cũng phải thương nó chứ đúng không Nên là em đừng có lo Thay vì em đi ngoại tình với ai thì em lo Chứ em đi ngoại tình với lại anh chồng của em mà em lo hay không Thì con của em thì anh cũng coi như cháu của anh như con của anh thôi Thì sau đó em Phượng nghe có phần chí lý gì thì em Phượng này nè, đã làm một cái điều đường đột đó là gì, gom đồ đi qua bên bên đây ở với lại anh Phú. Nhưng mà lại đi nói với chồng á, là tôi giận anh tôi ra ngoài, tôi thuê phòng trọ, tôi ở một mình với con tôi, thấy không? Nhưng mà thật ra là dọn đi qua ở chung với anh Phú. Thì sau khi mà Phượng á, dọn đồ dẫn theo thằng con trai lúc đó nó cũng là cứng cứng rồi. Dọn ra ở ở chung với là anh Phú qua bên ngoài ở chung với anh Phú được tầm vài tháng sau. Thì à, giáp 5 tháng sau, bây giờ là coi như là con trai của Phượng cũng dần dần nó hiểu chuyện chứ sao không có gì nó cũng biết được này là bác mình mà sao ở chung với má mình nó cũng biết chứ. Thì trong thời gian này nè Phượng mới gũ gỉ gù gì với lại anh Phú nói bây giờ em đi làm thuê cho người ta mát xa vậy em ước gì bây giờ em có được làm chủ tiệm mát xa hồi nào giờ em làm cái nghề mát xa này bao nhiêu năm mà bây giờ mát gần mát xa không qua là mát mắt mà bây giờ em làm mát xa phút luôn mà em thấy cuộc đời em toàn là đi làm cho người ta không em không có được làm chủ thì anh Phú này bây giờ anh có cái công việc làm đội nợ thuê mẫu gì thì cái đó công việc đó, nó cũng mạo hiểm lương nó cũng cao đúng không thì anh Phú mới nói thôi bây giờ nếu vậy để anh cho em tiền Em, em mở ra cái tiệm massage nhỏ nhỏ em làm đi anh anh cho em tiền em em yên tâm đi anh lo cho em với lại hồi xưa đó lúc mà anh định à, hai đứa mình định cưới nhau anh cũng có dành dụm chút đỉnh tiền đó lúc đó anh vẫn còn tiền mà cho nên thành ra bây giờ tiền tiết kiệm anh cũng có kha khá nếu mà em muốn mở tiệm thì anh cho em thì sau đó là coi như là phú mở cho nhà em phượng thùng luồn là phú chuồn chuồng mở cho em phượng thùng luồn cái tiệm massage và đặt tên là tiệm massage phượng thùng luồn à, có có anh chị nào mà muốn qua bên đây massage không nên mời giới thiệu luôn thì uh, tuy nhiên á, là sau khi mà hai người ở nhau như vậy được 5 tháng vậy và bây giờ là mở cho em phượng Mách Sa này phượng thù Luồn này một cái tiệm Mách Sa nho nhỏ thì cái chuyện này nó đâu có thể nào mà giấu giếm được nữa gì thế nào á, là anh phát anh cũng phát hiện và lúc này anh phát anh phát hiện anh âm thầm anh theo dõi hồi nào đó anh biết đi nhưng mà anh không bắt quả tang một mình mà anh điện về dưới quê anh kêu ba của anh lên anh kêu ông 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 ba của anh á, lên trên đây để mạng chi có ba với mẹ làm chứng luôn là anh trai á, đối xử với em em trai của mình như vậy không ờ, để mà chứng kiến cái cảnh đó để mà là giống như là bảo vệ cho ảnh không thì khi mà anh phát ảnh điện về quê xong sắp xếp á, là ba mẹ ảnh lên trên đây thì xong rồi bắt đầu là ba người ập qua ngay chỗ mà cái nhà trọ của em phượng nè thì hồi nào giờ em phượng nói với chồng là đây là nhà trọ em ở một mình nhưng mà bây giờ ập qua thì thấy là có anh phú ở đó mà bây giờ hỏi ra đứa con á thì đứa con nó nói là bình thường bác ở với mẹ đó quý vị thấy không rồi bây giờ nó lòi chành té mướn ra thì trong cái bên ngày hôm đó khi mà phát hiện ra vậy thì hai anh em lại tiếp tục ẩu đả nhau nữa nhưng mà do là anh phú á ảnh cũng sợ là tại vì ảnh đang làm cho công ty đội nợ thuê nếu bây giờ mà làm um sùm xì beng lên dữ dội á là nó ảnh hưởng cái thứ nhất là ảnh uh, lỡ mà có cái gì vô trong nhà đá rồi sao anh đi làm phải không rồi anh vô trong nhà đá rồi em phượng sao tại vì ảnh nghe trong bụng á ảnh nghe á nha hồi đầu anh nghe là ảnh nghe em phượng nói là em phượng á là hầm hầm muốn ly hôn thằng em mình rồi mà nếu giờ mình vô nhà đá thì chẳng khác gì mình một lần nữa mình dân em phượng cho thằng em mình đúng không? Nên là anh Phú kỳ này cố gắng là dằn tâm lại không, dằn cái máu côn đồ lại. Thì ngày hôm đó là anh Phú ảnh cũng bị nói chung cũng bị anh 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 Phát á quánh ảnh mấy mấy cái rồi cũng có xày trầy xước trên người cũng có vài ba vết đúng không? Nhưng mà anh Phú ảnh cũng phải gán dằn không không quánh lại chứ không là bây giờ mình phải gì phải, phải đóng phim mình giống như là mình hiền đi thì ngày hôm đó xong xuôi rồi thì bên phía ba mẹ chồng mới đứng ra dàn xếp thì thôi bây giờ trên danh nghĩa là phượng thuần luồng vẫn còn là vợ của anh phát thì bây giờ mẹ con dọn về nhà ở với anh phát đi chứ mà sao ở đây được ở đây nó kỳ lắm cho nên là hai ông bà ông bà già chồng mới năn nỉ con dâu là đưa cháu cháu nội của mình về ở với lại con út mình đi thì sau đó phượng về thì không biết là về đó xong thì ba mẹ của à, ba mẹ nè ba mẹ chồng nè với lại là chồng nè xuống nước rồi nói cái gì mà cuối cùng là phượng điện cho anh phú phượng nói thôi từ giờ vậy sao em với anh chấm dứt tại đây à, dù gì thì thời gian qua có thể là tình cũ và mình dễ bán lại thôi nhưng mà bây giờ em sống là phải vì con em nữa thôi thì bây giờ em chắc em không có qua ăn ở với anh với lại từ giờ vậy sao thôi mình chia tay đi đừng có dính líu gì nhau thì khi mà nghe phượng á, nói vậy á, thì anh phú anh cũng khóc lóc anh năn nỉ khóc lóc luôn nha quý vị anh khóc lóc luôn anh mới năn nỉ anh nói bây giờ em muốn chia tay tôi thì em phải nói thẳng trực tiếp với tôi ngày á mình nói mình yêu là mình nói trực tiếp mà tại sao bây giờ lời chia tay lại nói gián tiếp qua điện thoại tôi muốn là gặp nhau để nói trực tiếp bây giờ em cho tôi một cuộc hẹn đi thì em phượng mới nói thôi em bây giờ em không có cho anh một cuộc hẹn được bây giờ gặp nhau là sẽ có cái vấn đề liền nói chung là nó lại nhôm nhém rồi dằn lòng không được cho nên thôi từ đời sau mình mình tránh mặt nhau đi mình đừng có gặp thì lúc này quý vị sau đó là tắt điện thoại ngang luôn thì trong lòng của anh phú này anh ứa đúng không anh mới gác tay lên trán đêm đó anh ngồi anh nhậu anh nhậu rất là sỉnh và anh rủ thêm mấy người bạn nữa đi hát karaoke rồi uống rượu thì lúc này anh phú anh mới ngồi anh tâm sự với mấy người bạn của anh á ảnh tâm sự cái chuyện mà công tao xúc tép nuôi cò nuôi cho cò lớn cò giò lên cây không ờ à, thì bây giờ lúc lúc đó là coi như là anh phú anh mới vừa khóc vừa hát karaoke vừa uống rượu vừa tâm sự với mấy người bạn thì xong xuôi hết rồi thì tối á là hát karaoke xong rồi thì bây giờ mấy người bạn thấy cũng trễ nãy rồi thì mạnh ai nó về thì qua sáng ngày hôm sau anh phú thức dậy nhưng mà trong người nó vẫn còn cái mùi hơi men tức là nó vẫn còn hơi kiểu là lần sần lần sần không thì lúc này đầu óc vẫn còn rất là nặng nề anh mới nằm anh ảnh không thức dậy nổi mà anh gác tay lên trán anh suy nghĩ tại sao mà mình lại hết lần này tới lần khác mình bị phượng lừa dối đúng không là cái thứ nhất cái thứ hai nữa tại sao mình thương phượng hết hết mình mà phượng đối xử mình hết hồn rồi bây giờ tiệm mắt xa đó là bao nhiêu tiền bạc mà mình dành dụm mình làm lăn lộn ở sài gòn này mình đánh đổi bằng mạng sống mình mới có được cái số tiền đó mà bao nhiêu tiền mình đều lo cho em phượng hết mình mua cái này muối kia toàn là đồ giá trị cho em phượng rồi mình mở tiệm massage cho em phượng để ngày hôm nay phượng tuần luồn đối xử với lại phú chuồn chuồn vậy không thì anh phú chuồn chuồn anh mới anh mới tức quá nằm đau đầu mà sáng nay thức dậy nằm đau đầu mà 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 suy nghĩ tức quá tại sao mình hết lần này tới lần khác bị con đàn bà này nó lừa mình thì bắt đầu là anh phú anh mới quyết định là lấy chiếc xe ghim lùng của ảnh đó lại một lần nữa chiếc ghim lùng nha anh mới canh á là tầm là 8 giờ tối ảnh mới lái xe lại thẳng ngay chỗ nhà của thằng em mình thằng phát đó là tới ngay chỗ nhà của con em luôn để làm chi ảnh biết ảnh thừa biết là ngày hôm trước ngày hôm sau chắc chắn là ba mẹ của ảnh với lại là phượng nè với lại là nói chung là tề tụ đông đủ bên nhà của thằng em út mình là bảo đảm là ở bên đó thì anh phú này ảnh muốn là qua để mà làm cho ra ngô ra khoai qua để mà cần một cái lời nói thẳng mặt của phượng là tại sao chia tay đó có phải là do gia đình ba má của anh phú á, ép buộc không hay là như thế nào. Thì khi mà lúc đó là 8 giờ mấy gần 9 giờ tối anh Phú anh tới nhà của anh Phát. Thì à, lúc này quý vị vô nhà thì công nhận là y chang như rằng là ba mẹ anh Phú đó, là hai ông bà đó vẫn còn ở đó. Mà gia đình nói chung là lúc đó đông đủ hết. Thì à, anh Phú này, anh mới hỏi ảnh chỉ nhìn một mình Phượng, anh chỉ hỏi một mình Phượng thôi, anh hỏi là tại sao mà em chia tay anh, em nói cho anh nghe đi, bây giờ đối mặt đối mặt em trả lời tôi đi. Thì em Phượng mới nói một câu à em đã có cốt nhục của anh phát rồi em mang bầu đứa con thứ hai của ảnh rồi bữa giờ em cũng hòm hòm muốn nói với anh chia tay mà em chưa dám nói thì sẵn tiện ở đây thôi thì bây giờ ở đường ai nấy đi đi anh ơi để cho gia đình yên ngắn bây giờ em cũng có con đứa con thứ hai với anh phát rồi không thì bây giờ nghe xong tới câu đó là anh phú anh thấy rồi là mình lại bị con nhỏ này nó lừa hồi quân văn qua nó xin tiệm xa đồ ở với mình 5 tháng trời mà cuối cùng bây giờ có bầu là bầu của thằng em mình có nghĩa là trong thời gian đó là em phượng này là ở song song có nghĩa là chắc thỉnh thoảng là cũng có về nhà thăm chồng rồi hai bên cũng có quạt quẹt nhau thì có nghĩa là em phượng này của mình á là dạng như là thích là chơi ngã ba đường đúng không thì lúc này là cơn cao trào trong lòng của anh phú nó dâng lên rồi trong người có thủ sẵn rồi quý vị có thủ sẵn đồ có thủ thủ, thủ sẵn hàng rồi thì sau khi mà nghe như vậy xong á là ảnh nhào vô ảnh quất em phượng luôn thì lúc này á, là đưa đi nhà thương là cả mẹ lẫn con đều đứt chỉ về Mỹ lụm dây chai của vợ Mà không biết giờ bên Mỹ còn dây chai đủ để cho hai mẹ con đi lụm mà không biết nữa Thì sau đó là coi như là anh Phú Quỳnh đã đi ra giành ngứa mộng và bị kết án là tỉnh hừ Kết thúc một cái mối tình giữa anh chồng và em dâu quý ông Tình mà là tình tính tan tàn tan không thì qua cái câu chuyện này quý vị có cái suy nghĩ hay chia sẻ như thế nào còn riêng thì nếu mười không miễn chia sẻ miễn chia sẻ luôn Tại vì cái này là chuyện này là chắc chắn rồi Cái chuyện mà nó trái lưng thường đạo lý Bây giờ mặc dù là biết là công nhận là ban đầu là cái cái, cái, cái em Phượng Thuận Luồng này là tầm bậy rồi nha Nhưng mà có điều á là rõ ràng cái sai đây là cũng là anh Phú Tự nhiên hết chuyện đi kêu em Phượng á Em ơi em đi tránh trốn em đi qua bên nhà anh em ở với ba mẹ anh đi để ba mẹ anh lo cho em thì bây giờ ba mẹ ba mẹ lo rồi lo một thời gian thì tới người em út mình nó lo cuộc cái đó là cuộc đời nó nó bắt buộc nó cũng thế nào cũng tới tới thôi Chứ bây giờ thời đợi nay nhà có ba anh em thì ví dụ như bây giờ thằng út nó không lấy em phượng thì đường nào ví dụ lỡ xui xui á thằng phước chính giữa thằng em nó nó mà về quê hay là gì đó nó chưa có vợ đó là chưa có người yêu là có phải nó cũng cáp vô em phượng không tức là mình đưa phượng vô trong cái tình thế gọi là tình thế nó rất là nguy cơ gọi là bị ruột mất đúng không thì cái này nó sai ở chỗ là anh phú lúc đó anh cư xử như vậy ảnh ảnh để em phượng ở trong nhà của ảnh nhưng mà thật sự nếu mà mình nói vậy thì cũng không được nữa tại vì nếu mà cái tính của phượng á mà đã là cái tánh của em phượng thùng Luồn này đã là cái kiểu thùng Luồn rồi tức là đã là hồi xưa là đã, đã cái nghề cái gốc là hồi xưa là đã, đã theo nghề đa dụng rồi thì mình gọi là cái nghề gánh trong ngày đó thì mình đã làm việc gì đam mê rồi sau đó là, là yêu đương rồi mới nghỉ việc đúng không thì bây giờ về nhà ở bên đây là thế nào bây giờ dù là bây giờ không ở nhà của anh anh anh, anh phú đi mà đi ra ngoài ở thuê phòng trọ ngoài đi là đường nào cũng đi ngoại tình với thằng khác thôi À, tại cái tánh nó là vậy là vậy à. Cái tánh là kiểu như ăn quen mà nhịn không quen là thế nào nó cũng vậy thôi. À, chỉ có điều á là công nhận đưa vô cái cục diện này thì nó hơi bị éo le ngang trái tại giờ vô đây cái thằng quốc thằng em Út của mình nó ông thành là anh em bây giờ chèo kéo nhau bởi một người. Bây giờ tự nhiên tình tình đầu của ông anh mình mà bây giờ thành là tình cuối của thằng em. Quý vị thấy chỗ khổ tâm chưa? Bởi vì cuộc sống thì nhiều chuyện éo le bếp nó gì ơi, cuộc sống không như cuộc đời. Cuộc đời nó như cuộc chơi tại vì cuộc sống là nó phải gì cho nó ra sống phải không mà bây giờ nó nó giống như cuộc đời vậy nó nghe nó rất là đời mà bây giờ cuộc đời thì nó như cuộc chơi ông nghe nó rất là chơi luôn chơi vơi không quý vị chơi mà chơi vơi á thì thưa quý vị là đến đây thì video hôm nay xin được phép khép lại cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp